Xin được kính chào quý vị. Quý vị thân mến, người Nhật muốn mang giống tỏi voi của họ đến trồng tại Lý Sơn để xuất khẩu. Mới đọc thoáng qua, có thể nhiều người sẽ chép miệng, ừ thì chỉ là trồng thêm một giống tỏi khác thôi mà. Nhưng nếu suy xét kỹ thì liệu việc thêm một giống tỏi ngoại lai có dẫn đến nguy cơ mất đi một thương hiệu nông sản Việt nổi tiếng hay không? Băn khoăn của báo tuổi trẻ cũng là đề tài mà điểm báo trong nước muốn bàn luận sâu hơn. Theo báo Tuổi Trẻ, đây chỉ là lo ngại một phía từ các nhà nông học và người dân, bởi đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho rằng nếu được cấp phép, tỏi vo nhật cũng chỉ được trồng thí điểm trên vài ba chục hecta chứ không nhiều. Ngoài ra thì việc có thương hiệu khác du nhập sẽ góp phần tạo ra sự cạnh tranh, thậm chí còn nâng cao giá trị thương hiệu của tỏi Lý Sơn. Tuy nhiên, vài ba chục hecta cũng là khoảng 1 phần 10 diện tích trồng tỏi tại Lý Sơn rồi. Và theo chuyên gia nông học Nguyễn Văn Kết từ Đại học Đà Lạt, một khi tỏi Lý Sơn phải chia sẻ nguồn đất, vốn dĩ đã không nhiều nhạn gì của huyện đảo này, thì rất có thể năng suất sẽ là điều khiến người dân phải bận tâm. Theo doanh nghiệp Nhật Bản, thì giống tỏi voi có năng suất là khoảng 4-5 tấn một hecta. Còn theo thông tin trên website của tỉnh Quảng Ngãi, thì vào tháng 3 năm nay, Người dân Lý Sơn vui mừng, phấn khởi vì tỏi bội thu và tăng 30% so với niên vụ trước. Năng suất thu hoạch đạt khoảng 60-70 tạ trên hecta. Và quý vị có thể thấy, 60 đến 70 tạ 1 hecta so với từ 4 đến 5 tấn 1 hecta thì đã cho thấy phân thắng về năng suất nghiêng về phía loại tỏi nào rồi. Và theo nhà nông học Lê Tiến Dũng chia sẻ trên báo Tiền Phong, Đại học Nông Lâm Huế, thì kém về năng suất có thể khiến tỏ Lý Sơn mất đi vị trí vì cạnh tranh không nổi và dần dần có thể bị diệt vong như các cây trồng khác hiện nay. Và trong quá khứ thì chúng ta đã có bài học đắt giá về giống, đơn cử như là lúa re ăn cựu của Huế. Theo chia sẻ của người dân thì vào những năm 1973, do năng suất chỉ đạt 10 thùng trên một sào thì họ đã chuyển sang cấy giống lúa khác cho năng suất cao hơn nên giống lúa re ăn cựu của Huế giờ chỉ còn được lưu lại tại Viện Lúa Quốc tế tại Philippines. Và trước rất nhiều ý kiến băn khoăn đặt ra thì trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng khẳng định đề xuất là của doanh nghiệp, còn quyết định là của tỉnh. Việc doanh nghiệp Nhật Bản được đi khảo sát không đồng nghĩa với việc được đầu tư và chưa rõ quyết định cuối cùng của tỉnh Quảng Ngãi sẽ ra sao. Chỉ biết rằng ở các nước phát triển, chính sách bảo hộ nông sản rất được coi trọng bởi quỹ gen là nguồn tài sản quý của quốc gia, giúp các sản vật đặc trưng vùng miền tồn tại đến muôn đời sau. Và nhiều người đã biết, tại Lý Sơn thì giống tỏi cô đơn là giống tỏi được người tiêu dùng săn lùng nhiều nhất. Và không biết liệu nó có muốn được mãi cô đơn trên huyện đảo này hay không.